Những năm gần đây, xoài là một mặt hàng trái cây xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Hiện xuất khẩu đến 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, châu Á chiếm 79,8%, châu Âu 8%, châu Mỹ 6,8%, châu Úc 0,3% và còn lại là các thị trường khác. Cả nước có hơn 115.000 hecta xoài, riêng khu vực đồng bằng sông Cửu Long chiếm gần 1/2 diện tích. Hiện ngành hàng xoài không chỉ giúp giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động, mà còn là vùng nguyên liệu lớn, tạo nguồn thu ngoại tệ đáng kể cho nhiều địa phương đồng bằng sông Cửu Long. Hai tháng đầu năm 2023, cả nước xuất khẩu xoài đạt 34.700.000 đô la Mỹ, tăng 16,7% so cùng kỳ năm 2022. Trong đó, xoài đồng bằng sông Cửu Long chiếm tỷ trọng khá lớn. Hiện khu vực có 49.900 hecta xoài, sản lượng năm 2022 là 610.000 tấn mỗi năm. Toàn vùng có gần 300 mã số vùng trồng được cấp để xuất khẩu. Đáng chú ý, diện tích trồng xoài theo tiêu chuẩn Việt Gáp và Lobo Gáp ngày một tăng lên. Kết quả này cho thấy diện tích, năng suất, sản lượng và hiệu quả kinh tế của cây xoài từng bước được nâng cao. Nông dân ngày càng có kinh nghiệm sản xuất, bước đầu hình thành vùng sản xuất xoài tập trung, sản xuất hàng hóa, hình thành liên kết sản xuất ngành hàng xoài ở một số tỉnh thành như Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Tiền Giang. Hồi mình bán nội địa thì giá nó mềm hơn, còn mình đi mà bán xuất khẩu thì giá trị nó cao luôn gấp đôi. Ví dụ như bình thường giá xoài nó 20.000 thì bên kia nó tầm lên khoảng 37-38.000. Mình đi xuất khẩu thì giá nó thành nó cao, giá trị cao hơn, nông dân cũng phấn khởi. Ví dụ mà một con lúa thì bán được tấn, làm hơn tấn thì bán có 5-6 triệu. Thì công xài nếu mà làm công xài trúng thì cũng được là 10 triệu, 15 triệu, cũng cao hơn lúa. Cây xoài là một trong những loại cây ăn trái chủ lực đang được An Giang quan tâm đẩy mạnh phát triển. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh An Giang, đến nay tổng diện tích cây ăn trái trên địa bàn tỉnh đạt gần 20.000 hecta, trong đó diện tích xoài 12.433 hecta, chủ yếu là xoài ba màu hay xoài tượng da xanh, hoa lộc, cát chu, xoài thơm Vĩnh Hòa, xoài keo, ước sản lượng toàn tỉnh khoảng 200.000 tấn mỗi năm. Chợ Mới là huyện có diện tích trồng xoài lớn nhất nhì toàn tỉnh với hơn 6.415 hecta, chiếm khoảng 80% diện tích cây ăn trái toàn huyện. Vụ xoài vừa qua cho thu hoạch được 1.365 hecta, sản lượng 17.745 tấn. Những năm gần đây, xoài Chợ Mới được thị trường nước ngoài ưa chuộng, sản lượng xuất khẩu ngày một tăng lên. Hiện ngành hàng xoài Chợ Mới có 2 hợp tác xã. Riêng hợp tác xã Gáp Cù Lao Diên được cấp 6 mã số vùng trồng đối với các thị trường Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Úc, New Zealand. Hiện tại hợp tác xã mình có 2 loại là xoài ba màu và xoài hạt lép. Với tất cả thành viên thì sản lượng khoảng 4.600 tấn. Phía hợp tác xã thì ăn cung cấp vật tư đầu vào, bao tiêu cái sản phẩm đầu ra cho bà con với giá cố định, đảm bảo cho bà con có lợi nhuận trên 30%. Định hướng của hợp tác xã là trước mắt sẽ là làm xoài xé dẻo và bánh tráng xoài. Thời gian tới nữa là sẽ làm rượu xoài và nước xoài. Trong các giải pháp đồng bộ để nâng cao hiệu quả kinh tế cho cây xoài ở An Giang nói chung, Chợ Mới nói riêng, phải nói đến việc phát huy tốt hoạt động kinh tế tập thể. Nhờ đó, nông dân chuyển đổi tư duy, chú trọng sản xuất trái cây sạch, nâng cao chất lượng, phục vụ được thị trường khó tính, hạn chế lặp lại tình trạng trúng mùa rớt giá và dội chợ như thời gian qua. Do nhu cầu của thị trường và cái nhu cầu trong hướng tới là sản xuất theo cái hướng sạch, thì hiện nay Chợ Mới đang tập trung là vận động các cái nhà vườn, các cái hợp tác xã chuyển đổi qua cái sản xuất sạch hơn, xanh hơn, đặc biệt là đối với xoài không đó là trên là 70 cái mã số vùng trồng, mục đích là để xuất đi nước ngoài. Mục tiêu hướng tới là sẽ cố gắng vận động người dân cấp hết các mã số vùng trồng cho các cái vùng xoài để người dân có ý thức nâng cao cái ý thức sản xuất sạch, sản xuất xanh theo cái mô hình là kinh tế tuần hoàn
để cho môi trường nó xanh, nó sạch và nó tốt hơn trong cái tương lai. Đến nay, An Giang có 330 mã số vùng trồng, ngành hàng xoài nhiều nhất là 167 mã, với diện tích 7.777 hectare, chiếm tỷ lệ 40,72% tổng diện tích cây ăn trái. Dự kiến đến năm 2025, tỉnh An Giang xây dựng kế hoạch cấp 3.314 mã số, trên lúa 2.379, trên rau màu 509 mã và trên cây ăn trái 426 mã, trong đó phần lớn là cấp mã cho cây xoài. Tỉnh Đồng Tháp có diện tích xoài lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long với gần 14.000 hecta, sản lượng trên 185.000 tấn mỗi năm, tập trung trồng nhiều nhất ở thành phố Cao Lãnh, huyện Cao Lãnh và huyện Thanh Bình. Nhờ tập trung đẩy mạnh nhiều giải pháp, ứng dụng kỹ thuật mới vào sản xuất, qua đó giảm chi phí, nâng cao giá trị sản phẩm xoài. Phần lớn xoài Đồng Tháp sản xuất theo quy trình Việt Gáp, Lobo Gáp, an toàn thực phẩm, theo hướng hữu cơ, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới để xử lý ra hoa trái vụ, bao trái vụ. Hiện có trên 70% trái xoài ở Đồng Tháp được xuất khẩu. Riêng năm 2022, giá trị xuất khẩu ngành hàng xoài Đồng Tháp ước đạt gần 2.700 tỷ đồng, xuất sang các thị trường Trung Quốc, Úc, Hoa Kỳ, New Zealand, Hàn Quốc, Nhật Bản, EU, Nga, Singapore. Vừa rồi có được cái xuất khẩu qua bên thị trường châu Âu với thị trường Mỹ á, cũng rất mừng. Nông dân cũng phấn khích để làm theo cái hướng tốt để xuất khẩu được mang lại giá trị kinh tế cao hơn cho nhà vườn. Mô hình cây xoài nhà tôi cũng là một trong các giải pháp thành công giúp nâng cao giá trị trái xoài cũng như nâng cao hiệu quả kinh tế cho cây xoài ở Đồng Tháp. Ra đời năm 2016, đến nay mô hình cây xoài nhà tôi đã và đang lan tỏa rộng rãi. Cụ thể, thông qua website, khách hàng ở khắp mọi miền có thể nắm được thông tin và hình ảnh liên quan đến chiều cao, đường kính tán, năm tuổi, năng suất bình quân, chủng loại của cây xoài. Hiện mỗi cây xoài có giá bán trung bình từ 4 triệu đến 7 triệu đồng. Ở đây, tôi làm theo hướng hữu cơ, làm theo quy trình Việt Gáp, làm cái cây an toàn. Có nghĩa là cái người tiêu dùng, người ta hiểu, người ta biết. Đó, mặc dầu là mắc, nhưng mà ta mua cái tình thương nè, ta mua cái công lao động nè. Đó, người ta mua cái sản phẩm chất lượng tại vườn. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xúc tiến thương mại để nâng cao giá trị cho cây xoài. Cuối tháng 4 vừa qua, Đồng Tháp đã nâng cấp lễ hội xoài thành quy mô cấp tỉnh với chủ đề Xoài Đồng Tháp nâng tầm vị thế. Lễ hội là một trong các hoạt động được dư luận cho thấy sự quyết tâm mạnh mẽ của chính quyền các cấp, của bà con nông dân tỉnh Đồng Tháp trong việc thay đổi tư duy sản xuất, tăng cường hợp tác, đẩy mạnh chế biến và liên kết tiêu thụ. Chúng tôi cũng đã đưa vào thị trường Nhật Mỹ đầu tiên rồi. Và sau 2 năm đó thì năm 2022 thì chúng tôi cũng đáp ứng được các cái tiêu chí và đưa cái xoài Đồng Tháp đầu tiên của cả nước vào thị trường châu Âu. Song song đó thì ngoài cái việc mà phát triển mang tính chất định hướng và bền vững đó, thì chúng tôi mới tổ chức cái lễ hội xoài vừa qua. Và chúng tôi cũng rất là mừng là ngoài cái việc mà xoài của Đồng Tháp đã được danh thì hiện nay khắp cả nước các cái kênh thông tin ở nước ngoài đã đưa rất là nhiệt tình đối với cái hình ảnh tổ chức lễ xoài và cái xoài của Đồng Tháp trong thời gian qua. Và tôi tin tưởng rằng với cái việc mà đưa cái hình ảnh đó thì sẽ nâng cao được cái thương hiệu của Đồng Tháp cũng như đồng bằng trong Cửu Long nói chung. Đồng Tháp hiện có 296 mã số vùng trồng xoài với diện tích hơn 8.000 hecta. Đặc biệt là thực hiện chuyển đổi số trong đăng ký mã vùng trồng, truy xuất nguồn gốc trên nền tảng nông nghiệp số Việt Nam. Riêng xoài Cao Lãnh đã xác lập quyền bảo hộ chỉ dẫn địa lý Cao Lãnh cho sản phẩm xoài Cao Lãnh để nâng cao giá trị sản phẩm, chinh phục các kênh phân phối hiện đại như Copmark, Bixi, Mega Market, Vinmark. Bên cạnh kết quả đạt được, ngành hàng xoài Đồng Tháp nói riêng và khu vực đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế. Trong đó, việc sản xuất với quy mô nhỏ lẻ, manh mún, nên khó khăn cho công tác đầu tư, quản lý chất lượng, tiêu thụ sản phẩm. Quy trình sản xuất phần lớn là làm thủ công, thiếu liên kết sản xuất tiêu thụ, giá bán biến động không ổn định. Để tháo gỡ vấn đề này,
thời gian qua các tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã cùng ngồi lại để luận bàn, chia sẻ và đưa ra các giải pháp. Và Đồng Tháp được cho là tỉnh tiên phong với nhiều cách làm mới, khả thi. Nếu đi một mình thì đi nhanh thôi, chứ Đồng Tháp cũng luôn quan tâm đi cùng nhau để có đi xa. Do đó thì ngay cái đồng bằng sông Long chúng ta có cái lợi thế về cái loại trái cây này. Do đó thì Đồng Tháp cũng đã đặt vấn đề này để liên kết của vùng. Do đó trước mắt thì Đồng Tháp sẽ thực hiện để xây dựng cái thương hiệu trước và tổ chức trước. Giả sử như chúng tôi kêu gọi đầu tư, không phải nhà kêu gọi đầu tư đối với xoài của Đồng Tháp không, mà tính tới sản lượng của toàn vùng để mà chúng ta quy tập được các lực lượng, các cái vùng nguyên liệu này để mà chế biến, nâng cao được cái giá trị chuỗi ngành hàng xoài. Do đó thì ngoài cái việc mà phát triển của Đồng Tháp thì sẽ tăng cường cái liên kết đối với các cái địa phương khác để cùng nhau để tham gia, để mà có học hỏi với nhau, cùng có thể xây dựng một cái mối liên kết để có sự phát triển ngành hàng xoài bền vững trong thời gian tới. Việt Nam là quốc gia xuất khẩu xoài lớn thứ 13 trên thế giới. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu xoài của Việt Nam chỉ chiếm hơn 1% tổng xuất khẩu xoài thế giới. Từ đây cho thấy, việc muốn đưa trái xoài bay cao và bay xa là một câu chuyện dài, cần phải thực hiện đồng bộ hơn, chặt chẽ hơn, từ nhà vườn đến ngành quản lý, chuyên môn và doanh nghiệp. Cụ thể là từ khâu trồng trọt, xử lý, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu để kiểm soát chặt chẽ chất lượng và các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, từ đó mới giữ được thị trường. Ngoài thúc đẩy các giải pháp trên, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các nhà vườn cùng nhiều địa phương cần chú ý đến cách làm kinh tế trải nghiệm để nâng cao giá trị tuyệt đối cho cây xoài. Và cái nền kinh tế trải nghiệm là chính là du lịch. Để là người ta không phải ta ở đó ta mua nữa, mà ta đến tận gốc coi ta nuôi cá làm sao, ta trồng lúa làm sao, ta trồng xoài nó làm sao. Cái giá trị của cái nền kinh tế trải nghiệm mới là cái nấc thang cuối cùng, nó không có giá. Nếu bán hàng hóa thông thường, người ta có giá để ta so sánh. Bán sản phẩm, người ta cũng có thể có giá. Bán dịch vụ thì cũng có giá, nhưng bán trải nghiệm không có giá. Bởi vì trải nghiệm là cảm xúc mà tôi thích rồi tôi mua. Tôi mua cái cảm xúc, mua sự hạnh phúc của tôi là khi tôi biết được cái điều đó. Thành ra nhiều khi hồi xưa giờ mình không có, cái điều đó là mình chưa có đó. Thành ra giờ mình cố gắng, tất nhiên không phải cùng lúc tất cả người nông dân đều làm du lịch được. Nhưng mà khi mà những cái giá trị nó lan tỏa dần dần thì có thể người làm nó chỉnh chu, nó tốt hơn. Có những người chỉ là khách nội địa thôi, có những người làm khách nội địa phương thôi. Nhưng quan trọng khách khứa tới thì cái nông thôn mình nó mới năng động lên, bà con mình nó vui vẻ lên. Và người ta thấy rằng người ta tự hào làm nông nghiệp hơn. Tiếp tục khẳng định tiềm năng lớn của ngành hàng xoài, hiện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đặt mục tiêu đến năm 2030, cả nước có khoảng 140.000 hecta xoài, sản lượng 1.500.000 tấn, kim ngạch xuất khẩu nâng lên 650 triệu đô la Mỹ. Với quy hoạch này, cùng nhiều mô hình giải pháp hiệu quả, kỳ vọng trái xoài Việt Nam nói chung, xoài khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói riêng, tiếp tục được khẳng định thương hiệu, nâng cao giá trị để có thể giúp người dân làm giàu từ đặc sản quê nhà.